À, xin chào các bạn, quay lại loạt video hướng dẫn sử dụng dự toán dân GT trong thực hiện tính dự toán công trình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách thay đổi bộ đơn giá gốc của các tỉnh thành. Thứ nhất, khi bạn đang làm việc dự toán, bạn muốn chuyển từ đơn giá của một tỉnh thành nào đó, các bạn sẽ làm như sau. Trong cái menu dân dự toán, các bạn chọn vào cái nút đơn giá. Rồi, sau đó là đơn giá hiện tại, tức là Đà Nẵng 208, bạn có muốn thay đổi đơn giá khác hay không? Mình chọn là Yes. Đó là bạn vui lòng chờ trong giây lát, nó OK. Sau đó mình sẽ tìm đến thư mục. Khi các bạn cài đặt dự toán, các bạn đã cài đặt một cái bộ thư viện đơn giá, đó là trong OC có thư viện dân GT. Các bạn chọn đơn giá. Ở đây mình sẽ chọn một đơn giá, giả sử như là đơn giá của tỉnh Đắk Nông 206. OK. Rồi, nó báo là xong. Bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn làm việc với đơn giá của tỉnh Đắk Nông. Rồi, thì bên chỗ mà cái mục hệ số đây, thông tin đây, nó là đơn giá Đắk Nông và nên nó chỉ cho mình biết như Đắk Nông. Rồi, chúc tất cả các bạn thành công. Nếu như các bạn cần chuyển lại đơn giá gốc, lại đơn giá một tỉnh thành nào đó lại, các bạn cũng vẫn làm tương tự. Bây giờ mình sẽ chuyển đơn giá của cái từ đơn giá của Đắk Nông mình chuyển về đơn giá của Đà Nẵng trở lại. Rồi, OK, xong. Bây giờ mình sẽ làm việc với lại cái đơn giá của Đà Nẵng. Rồi, các bạn thấy cùng một công việc giống nhau, AF 11, nhưng mà hai đơn giá này chúng ta có hai cái giá tiền khác nhau đây. Đó, rất là điều khác nhau. Rồi, xin chúc các bạn thành công.